Đồ chiên lắc gia vị kiểu Đài là một trong những món ẩm thực đường phố của Đài Loan được thực khách trong và ngoài nước yêu thích. Món này bao gồm các nguyên liệu như gà, mực, cá viên, thịt viên, các món nội tạng hay các loại rau củ tẩm bột rồi chiên giòn cùng với rau quế. Sau đó lắc chúng với gia vị đặc trưng tạo ra một hương vị đậm đà và hấp dẫn. Trong đó có thể có những thành phần gia vị đa dạng như tỏi, bột ớt, bột ngũ vị hương, muối, tiêu và thậm chí là gia vị đặc trưng của Đài Loan. Vừa qua, có cư dân mạng đăng bài viết chia sẻ kể câu chuyện đi mua đồ chiên lắc gia vị. Khi nhìn vào thực đơn thấy có món ớ mù, tạm dịch ngỗng mái. Khi hỏi bạn món này là món gì, không ngờ rất nhiều người không biết. Bài đăng đã làm dấy lên cuộc thảo luận về món ngỗng mái là món gì. Hóa ra, ớ mù là cách phát âm của cây ngu bằng niễu băng trong tiếng Mân Nam. Nhiều người lần đầu nghe món này đều tưởng là có liên quan đến thịt ngỗng. Ngoài tên món ăn ngỗng mái còn có quán bán món xì xăng phộng, hỷ tương phùng và chi quản cơ hoàng. Sau đây mời mọi người cùng tìm hiểu hai món này là món gì nhé. Chủ cửa hàng bán món chiên lắc gia vị ở Đài Nam cho biết món xì xăng phộng là món cá trứng shishamo chiên, còn chi quản là món cá cờ viên. Người dân huyện Gia Nghĩa cho biết chi quản là món cá cờ viên là loại cá mà mọi người thường ăn, nhưng theo cách phát âm trong tiếng Mân Nam thì khá ngộ nghĩnh và thú vị.